tôi quá mệt mỏi với con người của anh rồi. Anh biến ra khỏi nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ok, tôi đi được chưa? Anh nhớ mặt đó. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ôi em ơi, sao em lại phải quỳ như này? Anh mới ra ngoài một tí thôi mà sao em quỳ mãi như vậy á? Không có. Không, không sao. Em yên tâm, anh thương em mà, anh yêu em mà. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nhá. Không có mà. Không sao, em yên tâm. Anh không bỏ đi đâu, em yên tâm nhá, nhớ nhá. Không phải. Không sao. Thôi thôi, nào em bây giờ mình làm hòa nhé. Em không bỏ đi đâu. Em không muốn. Gì vậy?